Thi Xu xin kính chào cô chú anh chị các bạn xem chương trình Chào Đón Thiên Nhiên. Mình đã quay trở lại cùng với kênh Thi Xu Chu Du. Bây giờ là 12 giờ đêm cô chú anh chị các bạn. Một cái góc hình ảnh khác của Phan Thiết quê mình thì ngồi ở một quán cốc vỉa hè vào lúc 12 giờ đêm, nhấm nháp ly cà phê rồi nhìn ngắm mọi người đi ở trên cái con cây cầu Lê Hồng Phong này. Trước khi mà đi quay cái video clip này thì Thi Xu cũng không hình dung rằng là Phan Thiết vào buổi tối sẽ có những cái sự nhộn nhịp và náo nhiệt như thế này. Ở một cái góc nào đó mà nó trầm lặng, nó khác hẳn so với những cái thời ngày mà mình đã biết. Thì cô chú anh chị các bạn mình nhìn thấy nó sẽ có một cái góc gì đó nó lạ lạ mà nó quen quen. Và hôm nay trong video clip này thì Xu sẽ mời cả nhà mình sẽ đi dạo ở vòng quanh cái khu vực cầu Lê Hồng Phong này thôi, để nhìn thấy mọi người buổi tối ngồi ngay bờ sông Cà Ti để nhấm nháp những niềm vui cuối ngày đón chào thời khắc giao giữa một ngày mới và tạm biệt một ngày cũ trong không khí yên ắng như thế này. Ở bên kia là mình sẽ nhìn thấy được cây cầu này. Cầu này là cầu Mỹ, ngày trước ở nhà mình bây giờ gọi là cầu Thanh. Giờ này trên cầu đó thì cũng ít có người đi qua đi lại, nhưng mà mình xa xa mình sẽ nhìn thấy giống như là những cái đèn nó nhấp nháy này. Một vài xe lát đác đi qua đi lại thôi. Đây là dòng sông Cà Ti Phan Thiết của mình vào lúc 12 giờ đêm này cô chú anh chị các bạn. Cô chú anh chị các bạn nhìn thấy sẽ có những cái góc Phan Thiết rất là lạ về đêm như thế này. Thế một chút xíu nữa thôi, khoảng 2 giờ rưỡi ha, thì mình sẽ ngay góc này sẽ có cái chợ, họp chợ vào buổi tối cả nhà mình, vào sáng sớm tinh mơ. Những cái hàng xe trái cây họ sẽ đổ xe vào đây và lại bắt đầu là bán trái cây.
bây giờ là một dòng ở Phan Thiết và lúc 12 giờ đêm, bây giờ chắc gần 12 giờ rưỡi rồi đó cô chú anh chị các bạn. Ở đây thì mình nhìn thấy nè, người ta sẽ ngồi uống cà phê chơi. Về góc này thì những cái chiếc xe tải họ sẽ chuẩn bị lên hàng đó, thì mình thử lên phía trên thì cái góc bánh mì chờ bây giờ thì họ có bán không. Tại Phan Thiết mình là sẽ có những cái hàng bán vào buổi tối đó, chẳng hạn như là trên kia là bánh mì chờ, ngay chỗ cái xe đó mình sẽ lên trên đó mình coi bánh mì chờ. Rồi, bánh mì chờ đây. Mình sẽ ghé lại vô đây mua ổ bánh mì. Thì cho hai ổ. Đây là bánh mì chờ. Ok. Cả nhà mình có thể xuyên đêm ăn bánh mì ở đây. Ngon. Ủa sao giờ này con bán vé số hả? Không ngủ à? Dạ, 1 giờ khuya mới ngủ rồi. 1 giờ khuya mới ngủ. Wow. Thức khuya rồi. Yeah. Thức khuya mới vui. Thức khuya để biết đêm dài. Rồi câu gì nữa phía sau cũng... Đêm dài không? Thấy đêm dài không? Không, thấy bữa nay đêm ngắn nè. Rồi, cho bé này ổn mì đi chị. Chị bỏ gì? Đó, bé, chị hỏi bé này ăn gì. Cho bạn cho bạn này ổn mì. Con như bình thường. Con từ từ làm nha cô. Không, làm cho bé nó đi. Từ từ làm nha cô. Kêu từ từ kìa. Giờ cho em trước. Bỏ đây đủ. Này là tương hả chị? Tương đúng không? Bây giờ là 12 giờ đêm nha cô chú anh chị các bạn, bánh mì rất là ngon. Độc đáo ở Phan Thiết quê mình. Độc đáo chứ đâu có lạ, bánh mì này là bao nhiêu năm rồi chị ha. Cho em miếng ớt nữa. Ồ có, này có xíu mại chưa? Này là đầy đủ ha. Ủa là bao nhiêu tiền ạ? 20 triệu. Chào vào lúc 12 giờ đêm. Cái nào? Dễ thương trời. Ăn như cũ là bánh mì xíu mại hả? Không, xíu mại thịt. Ảm xíu mại trứng. Ăn trứng không? Dạ không. Hãy cho mất công người ta làm chứ. Xíu mại thịt. Nó ăn thịt không? Có ăn hoài mà không biết đâu. Khách hàng hoài mà quen thuộc mà không biết hết trời. Dạ không phải, tại mấy khi chị kia cái giá ưa là ở đây mình đáng chắc là mấy giờ tối chị? 6 giờ chị. 6 giờ hả? 6 giờ sáng. Mới cũng dậy nữa. 6 giờ chắc là bán tới mấy giờ sáng chị? Dạ 1-2 giờ có. Dạ 1-2 giờ. Giờ có. Tùy ha, khi nào hết thì nghỉ ha. Dạ rồi, em cảm ơn nha. Ăn ngon miệng nha bé. Dạ. Bye bye nha. Tới giờ 2 ổ rồi nha. Ăn 2 ổ. Chắc cho ổ về chị cho. Rồi sao ăn cho hết? Ăn đem bao không? Ở đây bình thường sẽ có một cái tiệm bánh tráng đó, cả nhà 12 giờ đêm giờ này họ vẫn còn bán bánh tráng nướng. Giờ này còn đi luôn dễ trời. Tại vì nghe nói là bán xuyên đêm nên là phải đi vô quay thử coi có gì. Dạo này ta trắng á, ta dọn sớm trời. Vậy hả? Ngon chưa mày? Ôi hồi nãy còn sớm mày còn khóc. Dạ. Giờ nghỉ rồi. Giờ này mình đi là mình muốn xem thử buổi tối họ có bán cái gì ăn không. Mình cứ đi thẳng ha, đi thẳng qua đường bên kia xong mình vòng lại. Thì cô chú anh chị các bạn xem đường phố xá Phan Thiết vào buổi tối ngày 12 giờ đêm. Cho mình dừng ở đây một chút. Đây một cái góc đường này, góc ngã tư này là ngã tư giữa đường Ngô Sĩ Liên. Đường này đi vào chợ Phan Thiết nè.
càng dữ chưa. Đây là đường mà đi xuống ngã bảy này cả nhà mình. Đường phố vắng tanh. Mình sẽ đi thẳng xuống dưới xong mình quay ngược lại. Đây là một cái hàng, bên này là bán thôi đi đi anh. Ok, đây cả nhà mình đi. Đây là một hàng mà họ bán cái gì, bánh tráng không phải, tráng vịt lộn. Đi thẳng xuống luôn. Nhà thuốc Long Châu, hôm nay họ khai trương ở đây. Cái bụng bình xoay quanh cái tượng Bà Quan Âm xong mình quay ngược lại ha. Đi thẳng luôn, mình sẽ đi thẳng đường này là đường Triệu Quang Phục, sau đó mình sẽ rẽ tới ngã tư. Ngã tư thì mình sẽ rẽ bên tay trái để đi về đường Nguyễn Du và đi qua lại đường Nguyễn Huệ là đường Gia Long ngày trước ha. Đây họ đang làm cống cho nên là sẽ nhìn thấy rễ cây trái. Đây là lập và trạp vlog lập 19 tháng 4 ngày trước nè. Ngày trước thì chiếu phim ở đây nhiều cho nên là xe cộ rồi người xem đông đen ở một cái khu vực này, nhưng bây giờ thì vắng. Ví dụ ngày xưa trái cây đêm, trái cây muộn ở đây có 2 xe thì giờ còn 1 xe. Tới đây thì mình sẽ lên góc kia, mình rẽ bên tay phải ha, mình đi về đường Nguyễn Huệ. Ở đây một cái góc ngã tư, ngã này ngã 7 này cả nhà. Những hàng bán ăn đêm. Nếu mà buổi tối sau 12 giờ cả nhà mình muốn ăn phở mì Quảng bún bò thì mình có thể ghé ngay cái góc chợ lớn nè, chợ Phan Thiết. Trên này họ có hàng bánh mì và hàng xôi. Kế bên kia đường thì mình có hàng trứng vịt lộn, cá viên chiên, các món. Bên này là xôi đêm, có cả những người xe ôm, người ta đang đứng chờ khách. Đêm muộn ngồi coi phim. Bây giờ mình đi tiếp tục nha cả nhà. Trái cây ở đây họ bán cũng tối mà. Đây là ngã tư quốc tế này của chú anh chị các bạn, giao giữa đường Nguyễn Huệ và đường Ngô Sĩ Liên. Dạ, cũng hàng qua. Thank you.
Đây là hàng bánh mì chờ, để mình nghe qua mình mua. Mời cả nhà mình sẽ dạo quanh bên góc đường bên này thì Nguyễn Thái Học. Bình thường đường này buổi sáng thì mình sẽ thấy họ bán vật liệu xây dựng nhiều ở trên con đường này. Giờ này thì họ đóng cửa nghỉ rồi, gần 1 giờ sáng. Đây là mình chuẩn bị ra đại đường Trần Hưng Đạo. Tại nhà mình nghe cái tiếng thuyền trên sông Cà Ti giờ này chuẩn bị ra khơi để đi đánh bắt hải sản, rồi 6-7 giờ sáng rồi sẽ vào trong bờ để có cá mực tôm cua để bán. Cây rau củ ở đây thì Tiêu Xu cùng với cô chú anh chị các bạn cũng đã đi dạo một vòng ở Phan Thiết vào 12 giờ đêm ở khu vực vườn bông nhỏ của Phan Thiết quê mình. Thì đến đây Tiêu Xu xin phép dừng lại video clip và hẹn gặp lại cô chú anh chị các bạn trong những chương trình lần sau. Kính chúc sức khỏe, niềm vui, hạnh phúc và bình an đến mọi người.